quay trở lại quán nướng vỉa hè đông kín phố Hàng Bún. Clip này lần trước được gần 1 triệu view luôn đó. Quán này có anh Long vui tính thực sự mà lại còn yêu nghề bán hàng có tâm nữa. Anh này chọn là phần gọi là phần quả, tức là mổ ra sẽ gọi là phần quả. Đa số mọi người thì bò mông thì cái tỷ lệ giá thành nó sẽ phải ăn hơn, nhưng có là phần quả anh nhìn kỹ là thấy phần quả thì đỏ hồng mà lại có cái gân đan như là còn phần u. Thì nhiều khi nói u thì các bạn không biết, để rất là sợ đấy, nghe là kiểu nó bị làm sao, nhưng thực chất u bò này thì người ta gọi đấy là gầu hoa, gầu giòn này, và cắt ở bên trong ra thì từng cái miếng nó cứ lốm đốm. Còn những bông hoa gọi là gầu hoa. Nghe anh chủ kể chỉ vì miếng gầu hoa này mà có khách phí tận 20 km đến đây để ăn, nhưng mà hết sạch bàn nên là còn búp cả khách sạn bên cạnh để đợi ngày mai ăn cơ. Do là thịt tươi cho nên thái sẽ hơi vụn một chút, không thấy được miếng đẹp như kiểu đông đá đâu, mềm lắm mà càng nhai kỹ càng ngọt ý. Mà rất ít quán khiến mình ăn sạch được phần ba chỉ nhá. Ba chỉ chỗ dân sinh của anh thì không thể tránh được đến việc là sẽ có những cái miếng hơi long một chút, cả các bà nội trợ cũng thế, tức là những cái người thường xuyên nấu ăn gia đình ấy đến đều ok về cái điều đó, tức là ba chỉ của mình là có hơi long thì đấy là ba chỉ chợ. Chất lượng như vậy và còn trên phố nữa, mình thấy giá thành này vô cùng hợp lý. Đi hai người gọi set 3-4-9 canh như thế này là vô tư này. Bò nầm ba chỉ ở đây đều dẻo dính và xuất sắc, tươi thì cứ phải gọi là. Đây nầm gì vậy thế? Nguyên miếng và đầy đủ phụ kiện. Anh Long vui tính thật, nhưng mà công nhận khi ăn nầm ở đây các bạn sẽ thấy có cả chấm sữa được tiết ra cơ, rất là tươi và rất là giòn luôn. Khay sốt chấm ở đây sẽ có ba loại là sốt me, muối tiêu chanh và cái sốt cay cay này này. Mình thấy cái sốt cay đấy ngon nhất và rất hợp chấm với món ếch này. Lần đầu tiên đi ăn nướng mà thấy ếch nướng giấy bạc đấy nhở. Món này anh chị cũng đi chợ theo ngày nên đảm bảo tươi, vị tẩm ướp khá là nhẹ nhàng thôi, cho nên mình mới bảo là hợp chấm với sốt chấm ở đây đấy. Yên tâm, phần thịt rất là chắc và ăn không bở tí nào nhá. Nói chung thì nướng A Sèng quá nổi tiếng và đông khách cũng chỉ vì cái chữ tươi này rồi. Ăn nướng yên tâm thì đổi ngay thử sang lẩu xem sao chứ nhở. Lẩu nấm thơm mở nắp ra hệt như ăn lẩu ở Hai Đỉ Lao. Khay đựng thịt và rau cũng khá là xinh xắn nữa này. Set này thì tập trung hai loại thịt là bò và gà thôi, ăn cùng các loại nấm khác nhau. Đặc biệt nhất là có phần nước chấm kiểu Trung Hoa ngon xuất sắc. Khi ăn sẽ chấm thêm một chút nước lẩu vào nhá. Mình thấy anh chị làm nồi nước lẩu này kiểu khá là nhàn nhạt thanh thanh, chắc là để dành để còn chấm với loại nước sốt thần thánh này rồi. Ngoài vỉa hè quán có 3 tầng rất rộng rãi, must try nhá.